Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ ngày mai tới ngày mùng 1 Tết Tân Sửu 2021, toàn Bắc Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Tây Nam khối khí lạnh suy yếu và lệch đông, nên về đêm và sáng có mưa xuân bay lất phất kèm sương mù rải rác ở vùng núi và ven biển. Vào ban ngày trời đôi lúc hửng nắng ấm, nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều phổ biến từ 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ đạt 26 đến 28 độ. Và thời tiết tại Yên Bái trong 24 giờ tới cũng không nằm ngoài xu thế trên. Trong đêm nay và sáng sớm mai, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Thời điểm này, trời rét với mức nhiệt chỉ khoảng là 14 đến 16 độ. Vùng cao trời rét đậm, có nơi rét hại khi nền nhiệt chỉ từ 10 đến 12 độ. Đến trưa chiều mai, mây giảm, trời hửng nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng dần, cao nhất ngày phổ biến từ 21 đến 23 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị chào đón năm mới của người dân. Tiếp tục đến với thời tiết các tỉnh thành còn lại của miền Trung. Thời tiết ở các tỉnh phía Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái ít mưa, trưa chiều có những khoảng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Trong khi đó, phần Trung và Nam Trung Bộ nắng nhiều hơn, nhiệt độ vì thế cũng cao hơn, dao động từ 26 đến 28 độ ở Quảng Bình đến Quảng Ngãi và 29 đến 30 độ ở các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận. Đi xa hơn về phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai, thời tiết chưa có biến động nào, vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ, còn các tỉnh thành Nam Bộ nhiệt độ là 31 đến 34 độ. Cuối bản tin là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh Yên Bái. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 2, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.